Tổ tiên của muội còn sống sao? Ừm ừm, hắn 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 lớn cỡ này nè, lợi hại không? Nhất định là rất lợi hại rồi, nếu không sao có thể xử lý được đám hải sản? Kaka, ta muốn tới hậu hoa viên xem thử. Được. Lý công tử, chúng ta đã chuẩn bị ổn thỏa, có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Tiểu Bạch, lâu rồi không gặp. lần này lại làm phiền các vị rồi, cảm ơn, cảm ơn. Lần này đã kỳ cô nương không đi, do đại hắc ca ca đi cùng với công tử à, gâu. Quá lâu không dẫn nó ra ngoài rồi. Chó vẫn cần dẫn ra ngoài đi dạo thường xuyên mới tốt, gâu gâu. Chủ nhân cuối cùng cũng nhớ tới việc dẫn mình ra ngoài rồi. Vậy thì chúng ta xuất phát thôi. tiên giới. Sắp tới thời gian mộng cơ triệu hoán mình rồi. Phải tặng bảo bối đổi được này cho mộng cơ, không biết hắn liệu có thích không. Ai ia xấu hổ quá xấu hổ quá. Ba ngày ba đêm trôi qua. Tại sao? Tại sao vẫn không chịu hoán mình? Tại sao? Hắn trước đây chưa từng đối xử với mình như vậy. Lẽ nào, hắn thật sự có người ở dưới đó rồi? Hửm, tiên thuật, lẽ nào là mộng cơ triệu hoán mình rồi? Ai? Đó. Ta chỉ là đến lấy đồ về mà thôi lúc này diêu bá bá đây là cái gì ta vẫn là lần đầu nhìn thấy viên ngọc lớn như này không phải là pháp khí lợi hại gì cả xô tay là vật mà chúng ta may mắn có được từ trong một con trai có cảnh giới xuất hiếu không đừng mà về sau chúng ta phát hiện viên ngọc này ngưng tụ tu vi của con trai, vật có thể phát sáng nên dùng để chiếu sáng, đặt ở chỗ này. Wow, trông rất lợi hại. Có gì lợi hại chứ? Một viên bé tí. Long Nhi. Muội tại sao lại ở đây? Ta cũng không biết. Khi ta tỉnh lại thì phát hiện mình ở đây rồi. Ai à? đáng yêu, xin ăn. Phi lý, thật sự quá phi lý. Lý công tử, đây là. Ừ, ừm ừm, muội ấy là một con cá chép tinh con, tạm thời ở nhà ta. Cá chép tinh con à? Cô bé vừa rồi nói viên ngọc này nhỏ, không biết sao nói vậy. Là nhỏ mà. Viên mà ta bình thường lấy ra mài bột đắp mặt cũng lớn hơn viên này. Xin lỗi các vị, trẻ con không biết lễ phép. Lần này trước khi xuất hành, ta đã trang trí lại phi thuyền này. Nó đều sử dụng pháp khí trí bảo tốt nhất. Viên ngọc đó còn hiếm có ở trong nước. Trẻ con không thể nói phép. Long Nhi không có nói phép. Long Nhi bây giờ lấy ra cho ngươi xem. ủng hộ kinh phí edit dịch chuyện cho tim bằng cách cày view trên các nền tảng này hoặc đỗ nết nha mọi người chúc mọi người xem phim vui vẻ đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo chuyện ra sớm nhất